Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Tính, sinh năm 1988, trú tại thôn 9, xã Hương Giang, về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, trước đó, Phan Văn Tính điều khiển xe ô tô đến một xưởng cơ khí tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, lấy trộm 3 máy hàn, 3 motor, 4 máy mài, 1 máy bơm nước, 3 dây hàn, 1 máy khoan, rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và tịch thu toàn bộ tang vật.